Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Cho Tự Do với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Ấn Độ và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thảo luận vấn đề Biển Đông và Ukraine. Công an triệu tập người kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Trung Quốc tập trận gần Đài Loan, trong khi 6 nhà lập pháp Mỹ thăm Đài Bắc. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận giới tài xế lên tiếng vụ thu phí cao tốc được đầu tư từ ngân sách. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ đã Đài Cho Tự Do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có cuộc điện đàm vào chiều ngày 15 tháng 4, thảo luận các vấn đề về hợp tác hai bên, cuộc chiến ở Ukraine và căng thẳng Biển Đông. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Ấn Độ mong muốn Việt Nam mở cửa thị trường cho dược phẩm và hàng nông sản của Ấn Độ, đồng thời khẳng định Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, liên quan đến vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của các quốc gia và quyền tự do hàng không, hàng hải. Về tình hình Ukraine, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt chiến sự, lập lại hòa bình trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên, phù hợp với luật pháp quốc tế, đảm bảo an toàn của người dân, giải quyết các vấn đề nhân đạo. Cả Ấn Độ và Việt Nam là hai nước giữ lập trường trung lập trong cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm ngày 7 tháng 4 vừa qua, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng và Ấn Độ bỏ phiếu trắng. Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hôm 15 tháng 4 cho báo nhà nước biết đã triệu tập và phạt hành chính một người vì kêu gọi biểu tình tại khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng, người vừa bị công an bắt giữ hồi tháng trước với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Theo thông tin từ công an, người bị mời làm việc là LVP, sinh năm 1990, quê ở Đồng Tháp. Người này đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình trên TikTok để đăng tải video kêu gọi biểu tình ngay trước cổng khu du lịch Đại Nam, nơi bà Hằng là tổng giám đốc. Theo thông tin từ trang Facebook thân chính phủ có tên Đất Thủ Quê Hương Tôi, video kêu gọi người tham gia biểu tình vào ngày 27 tháng 3 năm 2022. Người đăng video thừa nhận với công an là đã đăng video này vào ngày 26 tháng 3 vì mục đích câu view và câu like, và hứa sẽ gỡ bỏ video này, cam kết không tái phạm. Các hacker có liên quan đến chính phủ Bắc Hàn đã tấn công vào một trò chơi trên mạng có tên Axie Infinity của một công ty Việt Nam hồi tháng trước, đánh cắp 620 triệu đô la trị giá tiền kỹ thuật số. Thông báo của cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết như vậy hôm 15 tháng 4. Vụ đánh cắp mới này được cho là lớn nhất trong lịch sử tiền kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi đối với an ninh của ngành công nghiệp mới mẻ này. Trò chơi Axie Infinity do công ty Sky Mavis của Việt Nam phát triển, cho phép người chơi mua và bán tốc độ sử dụng tiền trong trò chơi. Người chơi có thể kiếm tiền kỹ thuật số bằng việc chơi game hoặc trao đổi avatar với nhau. FBI cho biết hai nhóm có tên Lazarus và APT-38 có liên quan đến Bắc Hàn là thủ phạm phải chịu trách nhiệm trong vụ đánh cắp này. Chương trình mạng của Bắc Hàn được coi là chỉ mới bắt đầu vào khoảng giữa những năm 1990, nhưng từ đó đã được phát triển lên đến 6.000 đơn vị tác chiến mạng và được biết đến với cái tên Phòng 121. Theo một báo cáo của quân đội Mỹ năm 2020, cơ quan này hoạt động tại nhiều quốc gia bao gồm Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Nga. Một nhóm 6 nhà lập pháp thuộc lưỡng viện Hoa Kỳ, bao gồm cả Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Bob Menendez đã gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho chuyến thăm không báo trước để thể hiện sự ủng hộ với hòn đảo dân chủ trước sức ép của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh tuyên bố tiến hành tập trận xung quanh hòn đảo trong cùng ngày 15 tháng 4
để cảnh báo về tín hiệu sai mà Hoa Kỳ đã gửi về Đài Loan. Theo hãng tin AP, ông Bob Menendez, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Thượng viện, gọi Đài Loan là một quốc gia và cho biết trong một bài phát biểu từ văn phòng Tổng thống Đài Loan, đây là một quốc gia có tầm quan trọng toàn cầu và do đó cần hiểu rằng an ninh của Đài Loan có tác động toàn cầu đối với những người muốn nó đổ bệnh. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc vì chúng tôi tin rằng Đài Loan không có xung đột với Trung Quốc. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày, sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, các công trình giao thông sử dụng ngân sách của nhà nước nhưng sẽ vẫn thu phí. Các tài xế và các chuyên gia nói gì về vấn đề này? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên Cao Nguyên. Báo chí nhà nước hôm 10 tháng 4 cho hay Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn thành dự thảo luật đường bộ, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào tháng 5 năm 2022. Nếu dự thảo này thành luật, thì nhà nước sẽ tiến hành thu phí tất cả các tuyến đường cao tốc, cho dù được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Mạng báo VN Express dẫn lời ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam. Người dân có thể chọn đi miễn phí trên các tuyến đường quốc lộ chưa được nâng cấp, cải tạo, hoặc cải tạo để đi trên các con đường cao tốc. Các tài xế mà đài RFA phỏng vấn trong bài viết này tỏ ra khá bức xúc trước thông tin trên. Ông Khương, một tài xế nói. Cái đường hết cao tốc nó hết nhiệm kỳ rồi mà. Cái đường cao tốc bây giờ cái đường nó hư hết trơn rồi, đâu phải được như là trước đâu mà để không phí. Cái đường tránh cây lậy đó bây giờ nó xuống cấp, cái đường chạy như là nó không có như được như trước, nó chạy cái đường nào mà còn nhiệm kỳ thì thu thì được, còn mấy cái đường mà hết nhiệm kỳ mà thu lại đâu có được đâu. Tại vì đóng phí rồi thường ngày đi đóng nó mấy năm trời rồi. Xăng dầu giờ lên giá 20 mấy ngàn, rồi thêm chậm phí đi nữa, bây giờ không có là chi. Bây giờ xe đậu không chứ đâu còn chạy nữa đâu, lãnh cái giá cao quá người ta cũng không đi được. Tại vì bây giờ chủ hàng cứ theo cái giá cũ không, mà theo cái giá cũ thì chạy chứ đâu có được đâu. Bây giờ nếu mở ra chậm phí nữa, bây giờ nếu mà chạy nữa vậy là đậu luôn rồi, đâu còn chạy được nữa đâu. Tự phí cao quá rồi thì phí đường bộ mở thu lại nữa rồi chết luôn. Một tài xế tên M nói rằng bây giờ thu phí khi lên cao tốc cũng được, tài xế sẽ chọn đi con đường khác như là đường quốc lộ chẳng hạn. Tuy nhiên, phí đường bộ mà nhà nước thu trên mỗi xe hàng năm phải được sử dụng đúng mục đích của nó, là dùng cho việc nâng cấp, bảo trì đường bộ nhằm phục vụ hoạt động lưu thông của xe, chứ chất lượng mặt đường hiện giờ ở Việt Nam là rất kém, xuống cấp trầm trọng. Xe tải người ta mua chạy mỗi tháng phải đóng bắt buộc 270.000 một năm là 3 triệu mấy, chạy hay không chạy thì cũng tính một tháng là 270.000 đồng tính tới. Trong khi cả cái nước Việt Nam này đóng cái phí đó rồi mà còn phải đóng thêm BOT. Bây giờ thì từ Phan Thiết chạy ra ngoài Bắc qua mỗi tỉnh là 5-70 ngàn. Toàn là thấy đường bộ do thằng BOT bỏ tiền ra làm. Rồi tài xế đóng BOT, rồi thêm một tháng 270 ngàn phí đường bộ. Rồi thì tiền đó đi đâu? Mà không đóng thì nó không cho qua. Nếu tính ra như vậy một năm thì tiền phí BOT với tiền phí đường bộ thì một năm một chiếc xe tính ra biết bao nhiêu là tiền phí. Rồi đã mang tiếng là quốc lộ mà ổ gà ổ voi, sóng lương tùm lum, đoạn vừa vô đầu quốc lộ 62, chạy nối dài lên toàn là sóng lương với ổ gà không, chạy xe mà còn hơn cưỡi ngựa nữa. Rồi mỗi tháng đóng 270.000, cái tiền đó không để sửa đường thì cái tiền đó đi đâu, còn nếu đi cái đường láng thì bắt buộc phải thu phí. Cái nhà nước này ở không ngồi tính mà toàn tính ăn trên đầu người dân ăn xuống không à. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài chính, việc thu phí bất kỳ dự án nào cũng có tác động, ảnh hưởng nhất định đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng, tuy nhiên cũng có mặt tích cực của nó. Khi nếu mà một cái phí mà thuế, phí mà nó tăng lên ấy, thì chắc chắn là ảnh hưởng tới doanh nghiệp và tới người tiêu dùng, đúng không? Nó làm cho cái giá cả tăng cao lên, giá cả tăng thì thứ nhất ảnh hưởng lên làm cho cái mặt bằng lạm phát, ảnh hưởng đến cái cạnh tranh của doanh nghiệp hay là đối với người tiêu dùng thì ảnh hưởng đến đời sống của họ, cái đấy là cái tất yếu rồi. Cái mặt tốt của nó là gì thế này, tăng nguồn thu ngân sách, có phải có ngân sách thì mới tạo điều kiện cho phát triển, đúng không? Phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội đấy thì nó có cái đó. Vì lý do là tăng thu để vào để có cái thu nguồn thu ngân sách tăng, cái đấy là cái theo tôi nghĩ là cái quan trọng là như vậy, cho nên mới kiến nghị. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org.
Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đã cho Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.